thằng cam ly của bạch mà mọi người ạ. Cảnh rất đẹp, trang này rất cao đấy, không phải đơn giản ạ. Trang này cao lắm, cam ly của bạch mà. Đây là còn biển hai con chạy ra đây nữa. Anh thử đang coi ong này nước để dò theo hướng bay của ong, dễ đạp, dễ tìm bao con mực này. Nhìn theo hướng bay của ong để định hướng tìm cho nhắn ra.
không? Tiến hành các cái đường mọi người. Quả trên lọc hết, con này toàn mực thôi mọi người. Đây con mực không thôi, không con thì chỉ bắt hết toàn mực. Cắt của mọi người này. Mọi người thấy. Đầu tiên. Hai mọi người. Tiếp tục cục thứ ba mọi người. Đó, cục ba. Nó cũng rất kham mực mọi người. Mọi người.
nãy giờ lọ khách không hề chết luôn. Mọi người thấy mọi người thấy nhặt ngang đưa lại vô trong để ngang mình xin giảm phùi vô hay chưa mình dòng xuống. Đồ cái bao cây không có gì mới bắt được rồi con mình lại dây vòng của mình đây mọi người. Thấy chưa? Thấy chưa? Hai. Rồi. Bắn dây vòng này của mình là thả được 7-80 mét mọi người.
ra sau đó cái bao này. Cái răng của mình, nước non mình bỏ đây, mình lấy cái răng uống. Thì bên này mình lại cục chưa nặng, mình gốc. Thì mình vô lại mọi người. À, mọi người thấy nặng không? Nặng là chỉ đi ra là phải chỉ đi vô lại, thì quên người đi vô lại mọi người. À, mọi người thấy không? Chụp cứng mọi người nè. À, mọi người phải đi ra mình đi vô lại, mình tự mặc vô lại, nhận đi chui mọi người. À. Vô đây là mình phải tự chui lại, quay người lại mọi người. Quay người lại đi vô. Hai anh em mình là, cái này đi người qua lại không kịp. Hai năm từ mình lên lại. Mình đang mình mong đợi. Nhớ. Đi đi. Nhắn mong người đây sẽ lấy ra ngoài uống. Ra. Dây của cây kia là mọi người ạ. Thì cứ thân mọi người ạ. Người thì đi ra này nặng. Cống kêu ra. Nguy hiểm. Dọ là mọi người ạ. Mọi người dọ lấy gì cho nó. Anh em mình chuyên gia đi lại vào công rừng mọi người. Ai có mua thì cao nguy hiểm, mình phải nhận đồ, bao giờ lừa mà rồi, bình thực, bất thực, hà thì khác luôn. À lâu đừng lại tắt cái đi cho mình lòng. Sao vậy lòng? À sao ra? Ra. Tạm biệt mọi người nhé. Gặp lại.
chứ là ngồi tại gốc để ông theo mình nhiều mình đồ với ông theo được nhiều chứ mình đi một đoạn lúc về tầm qua chúng ta nên ngồi đây à mà mình đi tầm qua ông thấy cái bức mùa thôi chứ con còn cái cả chụp cái đấy mà thôi ôi giờ thật anh hai cầm cục đấy cái
đường quân cho mỗi Đà Long. Có là có tổ mô bay rồi. Có tổ mô bay rồi. Có mô dân quân là anh ấy. Mô dân quân là Long. Mày tô ngoài đang đà ra mô à à ông ra mình tưởng ông dân quân mọi người nè. Thầu nàng chưa? Thầu nàng chưa? Đừng có vất cây ly xuống với năm anh ơi. Giấy là cột lái chuột xi giấy này xuống dưới khỏi chuối đừng có vứt cái xuống anh leo lên ơi. Cõi đừng vào rồi để cây được thôi. Cõi để ý cây được nha anh ơi.